Vâng, kính chào tất cả quý anh chị đang theo dõi kênh Ba Tư Phan Vua Gầm Cao. Và hôm nay cậu sẽ mang tới cho anh chị hai cái mẫu xe máy dầu có cái tầm phân khúc cao. Đó là một chiếc Tucson máy dầu 2020 phiên bản 2.0, là phiên bản 5 chỗ ngồi đến từ thương hiệu Hyundai. Và một chiếc máy dầu 7 chỗ ngồi động cơ 2.0. Và chiếc xe này đến từ thương hiệu Everest, đó là thương hiệu xe Ford của Mỹ. Nếu như các bác nào mà có nhu cầu của chiếc xe nào thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với là em theo số hotline, đó là 0964 834 834 anh chị nhé. Và đến trực tiếp địa chỉ của showroom Ba Tư Phan Vua Gầm Cao, đó là số 468 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, để có thể là xem, đi thử xe và chốt những chiếc xe này. Đầu tiên thì sẽ xin giới thiệu với anh chị, đó là cái chiếc Tucson máy dầu 2020. Đây thì ta sẽ xem khối động cơ trước này. Đấy, xem khối động cơ trước. Thì với cái thiết kế máy dầu thì Hyundai là trong những chiếc xe đứng đầu hạng về vật, đó là thiết kế máy dầu. Với động cơ máy dầu thì chiếc xe này mang khối động cơ đó là 2.0. Anh chị có thể nhìn được cái chất lượng của mẫu máy sau quá trình hoạt động, đó là gần 4 năm trời. Thì máy thì anh chị nhìn thấy được là với động cơ của Hyundai thì nó là máy dầu. Không ngẫu nhiên Hyundai được mệnh danh là ông vua máy dầu. Những cái chấm QC của nhà sản xuất nó vẫn còn nguyên này. Xe thì zin tuyệt đối từ doang chẳng cò luôn. Tất cả những chi tiết ốc rồi những cái quay đai này, nó là zin, máy sáng và máy nổ rất êm. Nói chung là với những chiếc xe của bên em bán ra ấy, thì tất cả những cái chi tiết bảo hành cho anh chị, máy móc, gầm bệ, khung sườn là đều đảm bảo cho anh chị, đó là zin tuyệt đối anh chị nhé. Đấy là zin tuyệt đối luôn. Về máy thì cỗ máy này là cỗ máy mà cam kết với anh chị, đó là zin, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích. Hay hết pin à? Nặng quá sao nó nhẹ luôn. Đây còn hảo à? Đang hảo rồi, mẹ đéo lấy dùng, hết pin lại lấy người khác dùng. Pin bố rồi. Mình đéo để ý. Hết pin. Ta cầm tay đi. Cầm tay đi. Vậy là cái phần máy của chiếc xe này thì nó là tuyệt đối yên tâm rồi. Anh chị có thể nhận thấy cái thiết kế của phiên bản Tucson 2020 thì nó là nâng cấp toàn bộ phần phía bên ngoài. Đó chính là toàn bộ cái cụm đèn pha phía đằng trước. Đó là đèn full LED anh chị nhé. Đèn full LED có nghĩa là cho ánh sáng rất là tốt. Anh chị không cần phải độ đèn nữa. Nếu như đèn bi thì anh chị vẫn phải độ thêm đèn để nó có thêm ánh sáng an toàn đi vào ban đêm. Nhưng đèn full LED thì cái ánh sáng nó rất là tốt, dẫn đến anh chị sẽ không mất tiền về độ đèn nữa. Và toàn bộ la răng của xe được thiết kế là la răng 18 inch. Đấy, 18 inch và nó là la răng tăm và đã được phay rất nhiều chấu đan xen với nhau nhìn rất đẹp. Và đặc điểm của chung của chiếc xe này đã được bác chủ nâng cấp lên một cái bậc bệ lên xuống này, rất là tiện lợi khi mà nhà có trẻ con này, để có thể là nhấc lên nhấc xuống được. Và ở đây ta có thể nhận thấy được là với cái thiết kế của chiếc xe này thì nó được trang bị đó là hai ghế điện ở hàng ghế lái và cả hàng ghế bên phụ. Và đặc trưng của dòng xe này là toàn bộ nội thất của xe là ghế da nguyên bản theo xe các bạn ạ. Toàn bộ ghế da nguyên bản theo xe, còn công dụng option của chiếc xe này thì nó có hỗ trợ đổ đèo ngang dốc này, auto hold này, phanh tay điện tử này, rất nhiều công nghệ luôn anh chị ạ. Màn hình cam lùi theo xe đầy đủ này. Xe lăn bánh là hơn 7 vạn km anh chị nhé. Vô lăng tích hợp nhiều bàn phím, vô lăng to bản, ngồi ôm lái rất sướng luôn. Màn hình cam lùi đầy đủ, màn hình cam lùi đầy đủ, có chống trơn trượt, cân bằng điện tử, 4 kính chỉnh điện anh chị nhé. Chung là những cái chức năng này là không thể thiếu được với một cái chiếc Tucson bản cao được. Và đây hàng ghế sau thì được trang bị cửa gió điều hòa phía sau, tất cả những cái táp ly, táp lô và phần nhựa của xe nó rất là đẹp luôn. Đây là những chiếc xe mà bên em tuyển chọn về, cho nên là chất lượng của nó lúc nào cũng là cao cấp. Và anh chị nhìn đấy ạ, hàng ghế sau, bản ghế ngồi rộng, nó sẽ mang lại sự thoải mái cho người ngồi ở phía sau, ghế mới cứng và nó là ghế nguyên bản. Và đây là chiếc xe bản đủ, cho nên nó sẽ có được trang bị đó là cửa sổ trời toàn cảnh các bác nhé. Nó sẽ được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh. Đấy, nó sẽ có tác dụng là lấy ánh sáng này. Và sau đó nó sẽ thông thoáng vào mùa hè. Đấy, rất đấy, tiếng đóng cửa thì chắc nịch luôn. Về phần phía đằng sau thì phần đèn được trang bị đó là đèn full LED. Cốp được trang bị cốp điện. Không gian cốp ở phía đằng sau cực kỳ là rộng rãi. Và bác chủ này cũng là người đi rất ít.